Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc đang ở trong trạng thái ổn định với trời phổ biến ít mưa, hửng nắng. Tuy nhiên, sang đến ngày hôm nay thì tiết trời có phần oi nóng vào buổi trưa, chỉ còn mát mẻ về đêm và sáng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cảm giác khó chịu do trời oi bức sẽ còn kéo dài trong những ngày đầu tuần. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ vào lúc 13 giờ chiều nay đều phổ biến trên 30 độ. Như tại Hải Phòng là 31 độ C, Phú Thọ là 33 độ C và thủ đô Hà Nội là 32 độ C. Đây không phải là mức nhiệt cao, lại thêm trời có mây thay đổi. Tuy nhiên vẫn gây ra cảm giác oi bức khó chịu do độ ẩm trong không khí vào giữa trưa ở mức thấp, dao động trên dưới 60%. Ngoài ra do đang quá trình tăng áp, chuẩn bị một vài ngày tới có khối khí mát ở phía Bắc tràn xuống nên cảm giác oi bức càng gia tăng, đặc biệt với những ai phải lưu thông ngoài đường. Đến ngày mai 29 tháng 9, tiết trời sẽ oi bức hơn khi nhiệt độ cao hơn từ 1 đến 2 độ, phổ biến trong khoảng 32 đến 34 độ C. Trước đó vào đầu tháng 9, Bắc Bộ cũng đã trải qua một đợt nắng nóng nhẹ bất thường với nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 đến 2 độ. Đặc biệt, nhiệt độ cao nhất ngày cao hơn từ 2 đến 3 độ so với các mức nhiệt cao nhất cùng thời kỳ được ghi nhận trong 30 năm qua, như tại Hà Nội phổ biến ở mức 34 đến 35 độ C, trong khi trung bình nhiều năm chỉ là 30 đến 32 độ C.